Hello, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ thực một hiện một clip đó là làm đồ ăn các bạn. Đây là nguyên vật liệu chuẩn bị để nướng nha các bạn. Gồm có đậu bắp với thịt bò với lại tôm các bạn. Đó, đang chuẩn bị nguyên vật liệu đấy các bạn. Mình lót bằng lá chuối các bạn. Lót bằng lá chuối. Để xíu nó nướng. Thịt bò đã thái sẵn rồi. Tôm cũng vậy. Tôm thì mới mua con tôm nó còn sống nguyên các bạn. Bây giờ mình sẽ thực hiện clip đó là chuẩn bị xong các nguyên vật liệu này để chuẩn bị nướng các bạn. Cái đây mình sẽ cho các bạn xem nhé, tôm nó còn sống nha. Đây các bạn. Đó. Rất là hấp dẫn. Trái cây ở quên, đậu bắp thì đã rửa sạch. Đấy, nguyên vật liệu này thì ở đây do gần chúng ta có thể mua sẵn từ nhà các bạn, xong chúng ta cầm đi, chúng ta mua sẵn từ nhà rồi chúng ta cầm đi vậy thôi. Đó thì chúng ta đã chuẩn bị ít lá chuối để lên cho nó sạch các bạn. Ở đây chỉ có lá chuối là nhiều nhất thôi. Thì mình sẽ tận dụng lá chuối để làm cái bàn, để làm cái bàn để đồ ăn đấy các bạn. Đây có những cái cỏ rất là đẹp các bạn.